Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Đây là STC LX650 Pro, thiết bị vang cơ lai số rất là chất lượng và đang rất là hot trên thị trường. Và hôm nay thì bên cửa hàng Tùng Audio tiếp tục làm về dòng vang này để phục vụ khách hàng. Trong khoảng thời gian vừa qua thì em nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em với dòng LX650 Pro. Có rất nhiều bác nhận hàng về là sử dụng được ngay, bởi vì chúng ta dường như là thời điểm tại em thấy rất nhiều bác sử dụng vang, đúng không ạ? Có rất nhiều bác là nâng cấp từ con vang này sang mẫu sản phẩm vang kia. Có thể là có những bác thì đang chơi vang số nhưng mà không muốn chỉnh khó khăn như vang số, chúng ta muốn tự mình chỉnh âm thanh. Có rất nhiều bác là đổi âm thanh từ vang số sang sử dụng vang cơ. Và với những mẫu sản phẩm vang cơ lai số hiện tại như là LX650 Pro là một trong những dòng vang rất là hay, hàng chính hãng của nhà hãng ATC, mang lại cho anh em cái chất lọc âm thanh vô cùng chuyên nghiệp. Và nổi bật cái dòng vang này là đang là một model mới nhất của nhà hãng ATC nhá, thiết kế giao diện đẹp mắt, đầy đủ tính năng tiện lợi cho anh em nâng cấp dàn máy âm thanh, có thể nâng cấp âm ly, cục đẩy, rồi là đẩy viền vang, loa kéo, mixer. Và toàn bộ các hiệu ứng tính năng chúng ta sẽ thao tác chỉnh tay, chỉnh cơ, âm thanh số sẽ nhận lại khi chúng ta chỉnh các hiệu ứng âm thanh. Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio quyết định lên sóng một lần nữa cho anh em với dòng vang LX650 Pro để anh em có cái sự nhận xét và cái đóng góp ý kiến với cái dòng sản phẩm vang này. Và những anh em mà đang tham khảo đến dòng LX650 Pro có thể ngồi lại với em một đôi phút để cùng với anh em kiểm tra cái dòng vang LX650 Pro tại sao nó đang hot đến như vậy chỉ trừ âm thanh. Ngay bây giờ được anh em đi tìm hiểu STC LX650 Pro. Thứ nhất, đây là cái phiên bản mới ra mắt của nhà rồi STC, là hàng sản phẩm chính hãng. Thế các anh em mua những cái mẫu sản phẩm hãng thì chúng ta sẽ không phải lo về hàng nổ trôi trường nữa, và mua hàng tại những cái địa chỉ uy tín thì chúng ta luôn luôn được kiểm tra hàng, và em Tùng Audio sẵn sàng phục vụ anh em kiểm tra thử hàng và thanh toán. Em cũng sẽ hỗ trợ tặng giác đi kèm khi các anh em mua hàng với dòng vàng ETC LX650 Pro. Và bật mí giá thành chưa đến 2 triệu đồng một con vàng cơ lai số rất là chất lượng của nhà hãng ETC. Và với thiết kế giao diện đẹp mắt như thế này, chúng ta sẽ có một chiếc mặt hình rất lớn. Ở phiên bản mới của LX650 Pro sẽ thao tác chia đôi màn hình, một bên sẽ là các chế độ đèn nét và một bên sẽ là các chế độ để anh em sử dụng tinh chỉnh âm thanh, hiển thị bằng ký hiệu số, phần mic, nhạc, effect, echo, reverb, các phím delay, repeat, exciter, nó sẽ hiển thị hết bằng các thông số kỹ thuật. Phía dưới mặt màn hình sẽ là các hiệu ứng tính năng chỉnh cơ cho anh em chỉnh âm thanh. Effect bao gồm các dạng bass trung chép, echo sẽ có delay, repeat, reverb sẽ có hai tính năng reverb âm lượng tổng và reverb time để nghe chỉnh. Exciter nâng tiếng, cái dòng này được kết hợp thêm hiệu ứng nâng tiếng để hỗ trợ tiếng mic cao hơn, khỏe hơn với các cái đường cộng cắm mic cho anh em cắm luôn mặt trước được nha các bác. Rất nhiều bác đi mua vang bây giờ là em thấy nhiều bác là hỏi là có mic cắm mặt trước hay mặt sau không, bởi vì những anh em mà sử dụng mic dây ấy thì luôn luôn muốn là cắm mic ở mặt trước, như vậy nó đơn giản hơn. Và LX650 Pro đã tích hợp cổng cắm mic mặt trước cho anh em và có thêm cả đường cổng cắm mic mặt sau để các anh em cắm mic dây hoặc mic không dây với đường cổng dây 6 ly, thêm các dạng bát trung chép phần mic, bát trung chép phần nhạc và effect tổng để anh em chỉnh âm. Các phần bát trung chép thì chúng ta sử dụng âm ly hoặc là những cái mẫu sản phẩm vang đời đầu thì quá am hiểu rồi, em không nhắc lại nữa về các định nghĩa bát trung chép. Và khi nhận hàng về, có thể là các anh em, những anh em chưa từng sử dụng vang bao giờ, các bác đang sử dụng âm ly, các bác chỉ cần tặng cho em 4 phím setup đơn giản, đó là echo, reverb, mic, nhạc. Đây là một trong số ít những dòng vang mà có 4 phím setup volume âm lượng tổng để tách bạch phần echo, reverb ra. Các bác biết rằng là những cái mẫu sản phẩm vang thông thường ấy sẽ là effect tổng, cả vang nhại và cả reverb. Nhưng với phiên bản LX650 Pro đã chia ra làm 4 phím tính năng để anh em chơi tách bạch hơn. Tức là chúng ta muốn hát echo, vặn echo, muốn hát reverb, vặn reverb cho em. Đây là hai cái phím nó đã được tách ra rồi. Và thêm âm lượng tổng mic và nhạc cho anh em xử lý cái chế độ âm thanh tiếng mic, tiếng lời làm sao cho phù hợp với độ nghe của anh em. Dòng này thì có FM chống ngú các anh nhá, để tăng khả năng chống ngú tốt hơn cho dàn máy âm thanh. Thêm điều khiển remote và đầy đủ cái chế độ lấy tín hiệu nhạc, cấp nhạc qua đường cổng USB, cổng quang, Bluetooth, coaxial, aux trắng đỏ truyền thống. Và cách là nhấn cho em nút modem, đấy, rất đơn giản và được tích hợp đầy đủ tính năng trên LX650 Pro rồi, phải không ạ? Một con vang cơ lai số rất là đẹp. Còn về chất âm như thế nào thì bây giờ cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm thanh tiếng nhạc, sau đó em test tiếng mic, tiếng lời cho anh em với dòng vang này nhá. Thấy cái sự kết hợp giữa đèn nét và chế độ âm thanh nhạc chưa ạ? Khi mà chúng ta kết hợp alo hoặc là khi chúng ta nghe nhạc ấy, thì cái giải đèn nét nó sẽ đẩy theo được tín hiệu cấp nhạc hoặc là tiếng mic alo của anh em.
Nên khi chúng ta sử dụng những cái dòng vang như này thì nó rất là tiện lợi cho các anh em vừa nghe nhạc rồi là vừa hát karaoke gia đình, rất là tuyệt vời. Một dòng vang cơ lai số mà em thấy là rất nhiều bác đang đi tìm hiểu và đang tham khảo đến dòng vang này chữa chữa âm thanh. Nếu các anh em đang muốn mua vang mà để nghe nhạc và kết hợp với cái dạng này nét đẹp thì hoàn toàn có thể tham khảo ngay đến LX650 Pro. Và chưa hết các anh ạ, đấy mới chỉ là phần khởi đầu thôi khi chúng ta mua vang về. Cái phần nghe nhạc, phần phụ đúng không ạ? Và phần quan trọng nhất đó chính là test tiếng mic. Và muốn là cải thiện âm thanh tiếng mic, tiếng lời, các hiệu ứng vang nhạc của LX650 Pro như thế nào thì ngay bây giờ của anh em trải nghiệm âm thanh thực tế nhá. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8. Cái giọng của em khỏe hơn bởi vì dòng này được tích hợp thêm một cái chế độ đó là Exciter lớn tiếng. Nó sẽ hỗ trợ cho giọng hát của anh em trở nên khỏe khoắn, thanh thoát và rất là bay tiếng thôi nha. Và có thể là anh em nghe trên video thấy cái độ hiệu ứng âm thanh echo rất là đậm tiếng đúng không ạ? Nhưng khi mà chúng ta alo thì cái tiếng echo nó đậm tiếng như này cũng phải thôi, bởi vì nó không có sự kết hợp của nhạc. Còn khi chúng ta đã hát cùng với nhạc rồi thì tiếng echo nó sẽ bị lấp đi. Thế là khi chúng ta hát, khi chúng ta alo thì echo nó nhiều, nó dày lên, không sao cả. Nhưng khi chúng ta hát kết hợp với nhạc thì tiếng echo nó sẽ bị che bởi tiếng nhạc. Thế là chúng ta sẽ để giải echo nhiều hơn. Cái giải echo thì rất là dễ hát các bạn, nó sẽ lịnh tiếng hơn, ngọt ngào trong chất giọng. Nó hỗ trợ cho cái điệu luyến láy ngân ngạc của anh em tốt hơn khi chúng ta sử dụng. Còn nếu ở đây các anh em không muốn hát echo, rất nhiều bác có giọng hát hay, muốn hát hát live hoặc là muốn thể hiện cái tài năng ca hát của mình lên thì chúng ta chỉ cần vặn thêm cho em một chút hiệu ứng về reverb thôi. 6 7 1 2 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7. Đây là hiệu ứng reverb. Và cái hiệu ứng reverb này thì thường xuyên sẽ sử dụng cho những anh em hát hay, hát tốt, anh em có giọng hát chuyên nghiệp, chúng ta muốn thể hiện tài năng ca hát của mình, rồi là muốn hát live, muốn sử dụng cái tính năng hiệu ứng reverb, chúng ta chỉ cần vặn cho em hiệu ứng reverb âm lượng tổng rất đơn giản dễ dàng. Ở đây thì em sẽ kết hợp cả echo và cả reverb để khi mà em gửi hàng đi em sẽ cài sẵn các hiệu ứng âm thanh tính năng để em nhận hàng về ra sử dụng hát. NK tiếng hát của mình sẽ cảm thấy chất giọng âm thanh nó bay bổng và chuyên nghiệp hơn. Và quả thật đây là một trong thiết bị vang nhại mà rất là hot các bạn, và âm thanh hay như thế này, hình thức đẹp mắt, mà các anh em không mua vang này các anh em còn mua dòng sản phẩm vang nào thị trường nữa. Dòng vang ATC LX650 Pro bên cảng em Tùng Audio vẫn đang về được số lượng hàng rất là lớn và đang có mức giá khuyến mại đặc biệt cho anh em mua lẹ với dòng vang ATC LX650. Nếu anh em đang có nhu cầu cần mua vang nhại, cần mua thiết bị vang cơ lai số hàng chính hãng, đến ngay cửa hàng em Tùng Audio theo số điện thoại 0979629336 để đặt hàng và sở hữu ngay cho mình thiết bị vang nhại cao cấp chất lượng hàng chính hãng của hãng ATC nhá. Xin chào các bác.